cách ly mà không cách lòng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 4 tháng 3, Trường quân sự quân đoàn 1 đã tổ chức tiếp nhận 547 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc thực hiện cách ly. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ mới, hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với những nội dung huấn luyện, đào tạo trước đây, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trường quân sự đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị Bảo đảm đầy đủ các nhu yếu phẩm phục vụ trong sinh hoạt cho công dân trong thời gian thực hiện cách ly, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phòng dịch tỉnh Ninh Bình. Kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm phân loại theo đúng quy định. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch, giúp cho công dân đang thực hiện cách ly có nhận thức đúng quan điểm chỉ đạo trong phòng chống dịch của chính phủ. Trong thời gian thực hiện cách ly, dù phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc trong giao tiếp, nhưng những cử chỉ, hành động thể hiện sự quan tâm, chăm sóc hết lòng, vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ trường quân sự, đã, để lại sự xúc động, tình cảm sâu sắc trong lòng mỗi công dân trong thời gian thực hiện cách ly tại đây. Thực hiện, Phú Sơn, lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cách ly cho công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch COVID-19, nhưng cán bộ, chiến sĩ trường quân sự, quân đoàn 1 vẫn tự tin, chuẩn bị tốt và bước đầu, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được giao. Chỉ huy trường quân sự, quân đoàn 1 trao đổi với đại diện nhóm công dân đang thực hiện cách ly, để phối hợp quản lý an toàn, hiệu quả cho hơn 700 công dân đang cách ly tại nhà trường. Công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đang được tạo điều kiện tốt nhất trong thời gian thực hiện cách ly tại trường quân sự quân đoàn 1. Các du học sinh Việt Nam trở về từ vùng dịch lúc nào cũng tự tin. Hồn nhiên cho dù là đang trong thời gian thực hiện cách ly, mỗi ngày, bộ phận nuôi quân trường quân sự quân đoàn 1 phải bảo đảm ba bữa ăn sáng trưa chiều cho hơn 700 người đang thực hiện cách ly tại đây. Chuẩn bị hoa quả tươi cho người đang cách ly. Chiến sĩ trường quân sự, quân đoàn một thu gom rác thải trong khu vực có người cách ly. Công dân thực hiện cách ly luôn hợp tác và thực hiện nghiêm nội quy quy định của nhà trường. Công ty Servico Hà Nội tổ chức chi trả tiền lương cho những lao động Việt Nam trở về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly tại trường quân sự quân đoàn 1. Dù đang thực hiện nhiệm vụ cách ly cho công dân Việt Nam trở về từ những nước đang có dịch nhưng các chiến sĩ trường quân sự, quân đoàn 1 vẫn bảo đảm vệ sinh sạch sẽ trong khuôn viên đơn vị. Mỗi ngày hai lần, cán bộ quân y của trường quân sự, quân đoàn một lại tổ, trước kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho những người đang thực hiện cách ly tại đây. Một lao động Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, vẫn miệt mài làm việc bên máy tính, dù đang trong thời gian cách ly. Một bữa tiệc nhỏ do nhà trường tổ, chức mừng ngày 8 tháng 3, và sinh nhật cho nữ công dân, đang thực hiện cách ly. Nhiều công dân Việt Nam đang thực hiện cách ly rất vui vì trong khuôn viên trường quân sự quân đoàn một có sẵn các dụng cụ tập thể thao nhiều thanh niên đang thực hiện cách ly rất vui khi được cùng bộ đội tham gia tăng gia làm vệ sinh trong khuôn viên nhà trường niềm vui của những du học sinh việt nam trở về từ hàn quốc đang thực hiện cách ly tại trường quân sự quân đoàn một cán bộ quân y nhà trường thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho công dân thực hiện cách ly khu vực cách ly tại trường quân sự quân đoàn một luôn được kiểm soát chặt chẽ cấm tuyệt đối những người không có chức năng ra vào lần đầu tiên nhận nhiệm vụ mới hoàn toàn xa lạ khác hẳn với những nội dung huấn luyện đào tạo trước đây nhưng cán bộ chiến sĩ trường quân sự đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị bảo đảm đầy đủ các nhu yếu phẩm phục vụ trong sinh hoạt cho công dân trong thời gian thực hiện cách ly nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm phòng dịch tỉnh ninh bình kiểm tra sức khỏe xét nghiệm phân loại theo đúng quy định đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch giúp cho công dân đang thực hiện cách ly có nhận thức đúng quan điểm chỉ đạo trong phòng chống dịch của chính phủ trong thời gian thực hiện cách ly dù phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc trong giao tiếp nhưng những cử chỉ hành động thể hiện sự quan tâm chăm sóc hết lòng vì nhân dân của cán bộ chiến sĩ trường quân sự đã để lại sự xúc động tình cảm sâu sắc trong lòng mỗi công dân trong thời gian thực hiện cách ly tại đây hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại